Bây giờ xin kính mời quý vị bà con mình nghe bài viết của tác giả Ý Dân, Những bí mật quanh cái chết của cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Bài này đáng lý ra được viết ngay sau khi nghe tin ông tướng Râu Kẽm Nguyễn Cao Kỳ trên đường từ Việt Nam trở về Mỹ và bất thình lình đột quỵ rồi qua đời trên đoạn đường bay từ Sài Gòn quá cảnh ở phi trường Kuala Lumpur, Mã Lai. Lúc đó công việc quá bề bộn vì có nhiều việc ưu tiên cần phải làm hơn, nên tôi tạm gác lại. Một phần thiết tưởng viết ra ngay lúc ấy cũng không thay đổi cuộc diện vì ông Kỳ cũng đã sang bên kia thế giới rồi. Nay có chút thời gian nên chỉ muốn rút ra thêm một bài học làm gương cho những ai muốn hòa hợp, hòa giải hoặc hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bối cảnh và nhân duyên. Số là trước đây khi còn đi làm, tôi hay qua Mỹ làm consultant trong lĩnh vực Information Technology cho nhiều công ty ở các tiểu bang, nên thuê một apartment gần chỗ làm. Vào buổi tối, sau khi ăn cơm xong, buồn chẳng biết làm gì, tôi hay lên mạng đọc về những tin tức Việt Nam. Bỗng nhiên thấy một quảng cáo về Pao Thoát, một phần mềm có ứng dụng như một diễn đàn trên Internet, nơi mà member có thể vào tham gia, nghe và có thể cầm microphone chia sẻ. Tôi download Pao Thoát Apps trên laptop, ghi danh, login và tìm chữ Việt Nam, thì thấy rất nhiều diễn đàn. Chính trị có, tôn giáo có, ca hát có. Tên diễn đàn tiếng nói của người dân Việt Nam trong và ngoài nước đập vào mắt và làm tôi chú ý nhiều nhất. Bước vào thì tôi rất thích vì đề tài thảo luận, nội dung và cách sinh hoạt rất hợp với những gì tôi hằng thao thức kể từ khi rời khỏi đất nước Việt Nam. Từ đó tôi vào theo dõi hàng đêm, thỉnh thoảng cũng check lên comment của tôi và được Ops mời lên cầm microphone chia sẻ. Đến khi biến cố 911 xảy ra thì tôi không còn đi làm xa nữa, mà trở về làm gần nhà, luôn tiện kèm cho các con đang còn học trung học. Thời gian này, ban điều hành diễn đàn tiếng nói của người dân Việt Nam trong và ngoài nước mời tôi làm Ops. Do đó, nick của tôi rất quen thuộc trong room. Tôi thường trực tiếp để nick ngày đêm trong diễn đàn dù nhiều lúc tôi không có mặt ở trước máy. Diễn đàn có một đội ngũ Ops rất hùng hậu, khoảng trên dưới 20 người. Nổi bật nhất là các nickname như Trường Giang, Biển Nhớ, Cây Muốn Lặng, Việt Châu, Hải Đảo Buồn, Hận CS, Lý Đức Hồng, Hai Lúa Vĩnh Long, Tâm Mãn, Thuyền Nhân, Mía, và còn rất nhiều, nhưng lâu ngày tôi không còn nhớ hết. Ban điều hành room có Ops và ban cố vấn. Trong ban cố vấn có ông Sĩ Hoàng, Linh Mục Sơn Hà, Hòa Thượng Huyền Việt, còn tham dự viên thì rất nhiều người, đa số là cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, còn kẹt ở lại Việt Nam, HO ở Mỹ, người Việt tị nạn ở Canada, Âu Châu, Úc Châu. Cũng có rất nhiều nick vào trong diễn đàn không bao giờ lên tiếng, nhưng luôn có mặt và chỉ chích chát làm quen với Ops và những tham dự viên khác. Có một số là công an từ Việt Nam cũng vào thường xuyên để theo dõi diễn đàn. Diễn đàn biết nhưng để họ yên, để họ nghe và tìm hiểu sự thật. Hy vọng nước chảy đá mòn, mưa lâu ngày thấm đất, không như những tuyên truyền láo quét bừa bộn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trương Quốc Huy hiện nay là host của đài N10 TV ở Cali, lúc đó đang còn ở trại tị nạn Thái Lan, đang chờ được bảo lãnh đi Mỹ, cũng thường xuyên vào diễn đàn chia sẻ dưới nick Cao Bồi C. Sở dĩ tôi hơi dài dòng vì có liên quan đến cái chết của tướng Râu Kẽm Nguyễn Cao Kỳ mà tôi sắp viết ra sau đây. Như đã nói ở trên, trong ban cố vấn diễn đàn có ông Sĩ Hoàng, tôi rất thích nhiều đề tài ông Sĩ Hoàng chia sẻ. Qua lời giới thiệu, tôi biết tên thật của ông là Nguyễn Nam Sơn, người Bắc, cư dân thành phố Ottawa, trước đây làm giám đốc phòng nhân viên phụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cho đến khi mất nước,
Ông từng du học ở Pháp và có học vị tiến sĩ ngành kinh tế. Sau 1975, ông được Võ Văn Kiệt bảo lãnh ra khỏi tù để làm cố vấn kinh tế cho chế độ Cộng sản. Trong thời gian Võ Văn Kiệt làm thủ tướng, như trường hợp tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, ông là người có kiến thức rất sâu rộng, uyên bác, một người rất yêu nước, chống cộng hết mình, một đàn anh tôi rất mến phục. Theo như hồi ký của Trịnh Xuân Thanh viết và phổ biến ở Đức Quốc, khi chưa bị Nguyễn Phú Trọng cho công an bắt cóc và dẫn độ về Việt Nam vào năm 2004, tướng Râu Kẽm Nguyễn Cao Kỳ đã được Cộng sản cho người móc nối và mua chuộc để về Việt Nam, mục đích là làm gương cho người Việt tị nạn Cộng sản ở Mỹ, kéo nhau du lịch và đem kiều hối về Việt Nam, vì mang danh cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mà còn du lịch Việt Nam. Không có vấn đề gì cả, huống gì những vị HO cấp bậc thấp hơn hoặc thường dân vô tội. Trong hồi ký, Trịnh Xuân Thanh tiết lộ số tiền mà Cộng sản Việt Nam đồng ý trả cho ông Kỳ là 50 triệu US đô la, bởi vì Cộng sản chủ trương cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được rất nhiều tiền, và dù số tiền đó lớn thật, nhưng so với lượng kiều hối dự kiến mà người Việt hải ngoại bơm về Việt Nam hàng năm chỉ là không đáng kể. Nhưng sau khi Dụ được ông Kỳ đồng ý về Việt Nam, Cộng sản không trả tất cả số tiền đó trong một lúc mà chỉ chia ra trả từng đợt cho mỗi chuyến ông Kỳ bay về Việt Nam, làm như vậy để bảo đảm ông về Việt Nam thường xuyên hơn. Khi qua Mỹ, ông Kỳ đã hùng hạp làm ăn với nhiều người, nhưng không thành công. Cạn kiệt vốn liếng, sinh ra túng quẫn, bần hàn. Đang mùa đông lạnh lẽo mà gặp chiếu manh, với số tiền vài triệu US được trả lúc đầu, ông quên hết mình từng là nhân vật số 2 đứng đầu trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thù bất cộng đái thiên với Cộng sản Việt Nam. Về Việt Nam, ông được đối xử như một ông hoàng của thời xa xưa khi ông còn nắm quyền bính trong tay. Đi đâu cũng có người đưa kẻ rước, toàn là mỹ nhân trẻ đẹp, lịch sự, chiều chuộng, vuốt ve hơn bà Tuyết Mai khi mới phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Yến tiệc khoản đãi liên miên, lại có cơ hội áo gấm về làng thăm lại quê cũ, nở mặt nở mày tái ngộ với anh chị bà con ở ngoài tỉnh Sơn Tây. Trong những dịp như vậy, khi được báo chí Cộng sản phỏng vấn, ông tuyên bố nhiều câu gây sốc đã làm tập thể người Việt hải ngoại phẫn nộ và lên án ông rất nhiều. Ông bị tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại xem như kẻ phản quốc, phản bội lý tưởng và xa lánh ông như một con. Cộng sản Việt Nam không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược như dự tính. Tưởng rằng ông Kỳ có rất nhiều uy tín đối với khối người Việt tị nạn Cộng sản, nói gì ai cũng sẽ nghe răm rắp. Qua ông, ngoài mục đích khai thác nguồn kiều hối vô hạn, Cộng sản hy vọng sẽ thành công trong việc hòa hợp hòa giải với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại. Nào ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược. Nhưng không sao, dù sao Cộng sản cũng thấy được số lượng du lịch và kiều hối có dấu hiệu từ từ tăng dần. Về chữ tính đối với Cộng sản thì coi như con số zero to tướng. Các hiệp định đã ký kết với Việt Nam Cộng Hòa, công ước ký với Liên Hiệp Quốc, họ còn nuốt chửng, không gì lời hứa với một cá nhân. Con thú đã sập bẫy rồi thì tại sao phải cho nó ăn thêm mồi chứ? Đời nào mà Cộng sản giữ lời hứa trả đủ 50 triệu US đô la cho ông Kỳ? Nhưng quỵt bằng cách nào đây? May thay có một động lực mạnh mẽ đã làm cho Cộng sản Việt Nam phải ra tay đúng lúc. Lời khích tướng có chủ đích. Vào khoảng cuối tháng 6 năm 2011, nghe tin ông Kỳ một lần nữa lại có mặt ở Việt Nam. Khi ấy, diễn đàn tiếng nói của người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang bàn tán về chuyện ông Kỳ ở Việt Nam rất sôi nổi, rất đông người và có nhiều cái nét lạ xuất hiện nghe ngóng. Có người đặt câu hỏi về ông Kỳ với ông Sĩ Hoàng. Ông cầm mic và chia sẻ như sau.
Tôi không lạ gì với cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Nói thật với quý vị, tôi rất thân với anh Kỳ. Tôi và anh Kỳ cùng quê ở Sơn Tây. Tôi thua anh ấy 2 tuổi. Thuở nhỏ, chúng tôi cùng học với nhau ở trường Bưởi. Tôi sau anh 2 lớp. Sau khi hết bậc trung học thì anh theo binh nghiệp và vào học khóa đào tạo sĩ quan đập đá ở ngoài miền Bắc. Còn tôi thì đi du học ở Pháp. Sau 1954, cả hai chúng tôi di cư vào Nam. Anh ấy được thăng cấp bậc danh như diều gặp gió, có lẽ là nhờ vào cuộc chính biến vào năm 1963. Sau khi tốt nghiệp ở Pháp về thì tôi làm việc cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau này, khi tôi làm giám đốc phòng nhân viên thuộc vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi và anh Kỳ thường gặp nhau trong câu lạc bộ hay khuôn viên phủ Tổng thống và cũng thường hỏi thăm nhau, trao đổi vài câu chuyện. Có lần, anh kể cho tôi nghe về cuộc bắc tiến bằng không lực của Việt Nam Cộng Hòa như sau. Anh Kỳ nói thật với chú, ông Sĩ Hoàng, là tư lệnh không quân. Tôi chỉ huy cuộc oanh kích Bắc Việt vào những năm 65-66. Nói là oanh tạc cho oai vậy thôi, nhưng thật sự mình đâu có dội bom, dội biết gì đâu. Chỉ hù cho Cộng sản sợ chơi thôi và mình cũng không muốn giết dân lành vô tội làm chi. Nghe tiếng máy bay bay ù ù của mình ra không phận miền Bắc oanh tạc, thì tụi Việt Cộng chung vào hầm trú ẩn núp hết. Đợt đầu mình thả bom và diệt sạch mấy ổ phòng không xong. Mấy đợt sau, tôi cho anh em phi công chở những thùng phi chứa đầy nước tiểu vào phân người, rồi bay qua bay về, bay lên bay xuống, lượn qua lượn lại rà tới rà lui, trên đầu của phủ chủ tịch và nhà sàn ở Hà Nội của Hồ Chí Minh. Rồi từ từ rải những chất ô uế ấy xuống, làm cho nóc nhà của Hồ Chí Minh phủ đầy một cơn mưa toàn là cứt và đái. Ông ta không chết nhưng một phen khiếp vía, hồng phi phát tán. Ở dưới chắc mình mẩy trong tóc của ông không tránh được mùi hôi thối của cứt và đãi. Một xúc phạm không thể tha thứ. Tôi biết thâm ý của ông Sĩ Hoàng, có lẽ ông rất bất mãn về việc ông Kỳ về Việt Nam thực hiện nghị quyết 36 của Cộng sản, nên nói vậy để khích tướng, mượn bàn tay của Cộng sản diệt ông Kỳ. Trong diễn đàn khi ấy có rất nhiều công an ở Việt Nam nghe rõ, và chắc chắn họ có thâu lại để làm tài liệu. Chúng ta đã biết, nay thì cả nước đều biết bộ mặt thật qua đời tư bê bối của Hồ Chí Minh và sự trả rượu của Đảng Cộng sản như thế nào. Đa số cựu đảng viên và dân chúng miền Bắc chỉ âm thầm thở dài tiếc nuối đã hy sinh tuổi thanh xuân hay mạng sống của con em họ một cách rất ư là vô lý, oan uổng. Cho một chế độ vô nhân đạo, ngu dốt, lừa đảo, đã đưa đất nước vào chỗ khánh kiệt tài nguyên, hao mòn nhân lực, mất dần đất đai biển đảo, lệ thuộc kẻ thù bắc phương, phân hóa làm suy yếu nội lực dân tộc trầm trọng và kinh tế tụt hậu cùng tụ, thê thảm so với các nước khác trên thế giới. Nhưng vì quyền lợi cá nhân của những tên lãnh đạo chấp bu qua ủy ban tuyên láo, họ phải dùng mọi cách tuyên truyền tiếp tục đánh bóng huyền thoại Hồ Chí Minh để lòe bịp tuổi trẻ mới lớn. Nhờ vậy, họ có thể kéo dài sự sống còn của chế độ, nơi mà họ có thể làm giàu một cách nhanh chóng cho gia đình, cho bà con quyến thuộc của họ. Nên bất cứ ai nói xấu đến bác của họ đó là một xúc phạm không thể tha thứ, vì nói xấu bác tức là nói xấu đảng. Bác là người đã đẻ ra đảng, mà đảng là cái bệ phóng cho tài sản của các cán bộ lãnh đạo cao cấp. Nói xấu bác tức là trực tiếp hay gián tiếp ngăn chặn sự bành trướng tài sản quyền lợi riêng tư của họ. Và tội đó là tội xúc phạm đáng phải chết. Không may, ông Sĩ Hoàng đã đánh trúng tử huyệt ấy, và kẻ phải trả giá rất đắt là ông tướng Trâu Kiểm Nguyễn Cao Kỳ. Những cái chết dưới bàn tay của Cộng sản. Ngoài cái chết lúc xưa như của anh hùng áo vải Lam Sơn Nguyễn Huệ, do bàn tay của vua Càn Long bên Tàu tẩm thuốc độc vào tấm hoàng bào gửi tặng vua để cầu hòa sau khi bị hoàng đế Quang Trung đánh bại.
Khi ấy vua chết rất trẻ, chỉ mới 39 tuổi, nên Việt Nam mất cơ hội lấy lại Lưỡng Quảng, tức là hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, từng nằm trong lãnh thổ của nước Đại Việt nhưng bị Tàu chiếm và Hán hóa. Còn có quá nhiều những cái chết khác do các chế độ Cộng sản Tàu, Cộng sản Bắc Hàn, Nga, Cộng sản Việt Nam tài tình trong việc dùng độc dược gây nên cho nhiều người, đồng chí, anh em hay những người khác chứng kiến, chẳng hạn như Tổng Bí thư Hồ Diệu Văn, đã bị Cộng sản Tàu giết vì khuynh hướng cải cách và lên tiếng bênh vực cho sinh viên trong vụ Thiên An Môn. Kim Trung Ung đã sai người giết anh trai Kim Trung Nam tại Malaysia để trừ hậu hoạn. Gần đây, ông Alexei Navalny, một người bất đồng chính kiến có khả năng trở thành đối thủ chính trị của Putin, sau khi chỉ uống một tách trà ở Siberia, đã gục xuống trên chuyến bay trở về Mạc Tư Khoa, nhưng may mắn được nước Đức cứu sống. Riêng tại Việt Nam, ngay sau 1975, Cộng sản đã đầu độc Đức Giám mục Nguyễn Kim Điền, bề trên của Linh mục Nguyễn Văn Lý, vì Ngài chống lại chính sách độc tài của Cộng sản. Hòa thượng Thích Thiện Minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đánh chết trong đồn công an. Hòa thượng Thích Trí Thủ bị Cộng sản Việt Nam giết vì không tin Ngài thật tâm thuần phục tôn giáo quốc doanh do Cộng sản lập nên. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột mất mạng trên đường về nhà sau một buổi cơm tối trong phủ chủ tịch với Hồ Chí Minh. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị đầu độc vì chủ trương cấp tiến, cải cách và đoàn kết dân tộc của ông. Những cái chết rất rõ ràng, ném đá giấu tay bằng độc dược, như của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, và những cái chết rơi tự do từ lầu cao xuống mặt đất gần đây, đủ nói lên mạng sống con người dưới chế độ Cộng sản còn nhẹ hơn con kiến. Mạng sống của ông Nguyễn Cao Kỳ là gì mà Cộng sản để yên và phải trả đủ số tiền 50 triệu US dollar cho ông? Khi mà họ nghe tận miệng của ông Sĩ Hoàng, một người thân cận kể rõ vân vách về cuộc chinh phạt bằng không lực vào những năm 65-66 của Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự chỉ huy của ông bà đã nói lên một sự xúc phạm tột cùng đến bác. Những cái chết như vậy thì ai cũng biết, nhưng chẳng ai làm gì được vì chẳng có một cơ quan nào có đủ thẩm quyền điều tra và xét xử. Lâu ngày cứt trâu hóa bùn, mọi việc chìm vào quên lãng. Nay đúng 10 năm, mọi người có thể cho rằng ông Nguyễn Cao Kỳ đã bị đột tử trên một chuyến bay từ Việt Nam, quá cảnh qua phi trường Kuala Lumpur, Malaysia, do một nguyên nhân tự nhiên về sức khỏe. Không có một giáo nghiệm y khoa nào cả đã được thực hiện để xác định về điều đó. Riêng tôi xin được kể lại câu chuyện đã xảy ra trên diễn đàn Tiếng Nói của Người Dân Việt Nam trong và ngoài nước, để quý vị tự mình tráp nối những mảnh vụn, nhưng rất logic, lại với nhau thành một bức tranh văn cậu với những đường nét rõ rệt do đâu ông Nguyễn Cao Kỳ khi đó sức khỏe còn dồi dào, tinh thần rất minh mẫn, đã bỏ mạng trên chuyến bay từ Việt Nam vừa cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất để trở về Mỹ. Đáng lý ra ông có thể sống thêm tối thiểu trên dưới 10-20 năm nữa. Kết luận, khi quân Nguyên Mông qua đánh nước ta, bị phục binh và vì quân yếu thế cô, Trần Bình Trọng đã bị quân của Thoát Hoang vây chặt và bắt sống. Thoát Hoang đem vàng bạc châu báu chức tước hiển binh ra thuyết phục ông Hàn, nhưng ông dõng dạc đáp trả: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Dân tộc Việt Nam muôn đời tự hào và ghi nhớ tên tuổi Trần Bình Trọng đã ghi nên một trang sử sáng ngời. Chế độ Cộng sản cũng đã đem tiền tài tra nhữ tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ. Ông không từ chối mà trong bụng còn nói thầm: ta từng làm vương nước Nam, nay sẵn sàng làm quỷ đất Bắc, nên đã nhận một hậu quả rất thảm khốc. Người Việt yêu chuộng tự do xấu hổ, đã có một vị tổng tư lệnh không quân, một chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, tương đương với chức vụ thủ tướng, một phó tổng thống của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ham tiền,
sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự và trách nhiệm đi làm tôi cho giặc. Cuối cùng nhận một cái chết quá thảm thương. Một trang màu đen đã ghi đậm vào bộ văn học sử của dân tộc Việt yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền. Nếu so với một thuộc cấp dưới quyền xa lắc xa lơ trong cùng một binh chủng không quân như anh Lý Tống, thì tư cách và lòng quả cảm không thể nào so sánh. Người xưa có nói, người quân tử thì phải phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Cả ba Nguyễn Cao Kỳ đều phạm phải. Thật đáng tiếc, nhưng dù sao đó cũng là một bài học để mọi người suy gẫm, cho những ai ước mơ, chấp tâm chịu hòa hợp hòa giải để làm tay sai cho giặc, chỉ vì vài đồng bạc tanh hôi. Cũng vì cái chết, nhưng những cái chết của ngũ hộ tướng Việt Nam Cộng Hòa, của những vị đã vị quốc phong thân vào ngày 30 tháng 4 năm 75, và của những quân nhân cán chính bất khuất trong trại tù khổ sai Cộng sản Việt Nam, sao oai hùng tiết liệt làm sao? Thân xác của các vị đã nằm sâu trong lòng đất mẹ Việt Nam, nhưng uy danh của các vị đó sẽ muôn đời được ghi nhớ và làm trảng danh các thế hệ con cháu sau này. Trong lúc đó, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ thì... Nhưng dẫu sao cũng xin cầu nguyện cho ông được yên nghỉ bên kia thế giới. Thế cũng xong một kiếp người. Thật đúng, hồng chết để gia, con người ta chết để tiếng là vậy. Lời cuối cùng, xin ghi ơn ông Nguyễn Cao Kỳ đã hy sinh mạng sống của mình làm gương cảnh báo cho những ai có ý định hợp tác với chế độ Cộng sản Việt Nam. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Tác giả Ý Dân. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.